Cây cảnh trồng trong nhà không còn xa lạ đối với người dân Việt Nam ta nữa. Hiện nay các văn phòng làm việc, địa ốc hay bất kỳ cơ sở kinh doanh soạn xuất nào, hầu hết ta đều bắt gặp các phong cách trang trí phòng ốc làm việc phù hợp với cảnh quan và có cây cảnh làm nền. Vậy, cây cảnh trồng trong nhà có đặc điểm lợi ích gì? Trồng cây gì trong phòng sẽ tăng tài lộc, phù hợp với gia chủ và tuổi tác phong thủy? Mời bạn đọc tìm hiểu một số cây cảnh dưới đây mang đến tài lộc cho bạn. Tuổi Tý, cây mang lại tiền tài là cây kim tiền. Người tuổi Tý thường có tài lộc, cuộc đời hiếm khi thiếu tiền nhưng lại tiêu xài lãng phí. Đặt cây kim tiền trong nhà có thể nâng cao vận khí và nắm bắt cơ hội phát tài. Tuổi Sửu, cây mang lại may mắn là cây dứa cảnh. Bạn cần mẫn, chịu khó, làm việc chắc chắn nhưng có khi quá thành thật nên không kiếm được nhiều tiền. Đặt một chậu cây dứa cảnh bên trái bàn làm việc có thể giúp bạn kiếm tiền nhanh và thoải mái hơn. Tuổi Dần, cây sinh tài là ngũ gia bì. Bạn dám mạo hiểm, biết nhiều cách kiếm tiền nhưng thật ra không quá xem trọng tiền bạc, chỉ là bạn thích tận hưởng quá trình làm ra tiền mà thôi. Đặt một cây ngũ gia bì ở phòng khách giúp bạn ổn định hơn trên con đường làm giàu, giữ vững tài khí, mang đến sự may mắn và thịnh vượng. Đối với người tuổi Mão, cây sinh tài là cây trúc phú quý. Người tuổi Mão khẳng khái, quan hệ rộng rãi, biết đối nhân xử thế nên tài lộc của bạn rất tốt. Cả đời không lo chuyện tiền bạc, vì thế nên đặt một chậu trúc phú quý, số nhánh là số lẻ, trên tủ lạnh để giúp bạn đẩy nhanh tốc độ làm giàu, tài lộc vào nhà nhiều hơn. Với người tuổi Thìn, cây mang lại tài lộc là cây tai Phật. Tài vận của bạn rất thịnh, dù không làm việc chăm chỉ cũng có tài lộc vào túi. Tuy vậy, bạn dễ gặp tiểu nhân, nên đặt một chậu cây tai Phật, còn gọi là cây môn lá tim, ở hướng Tây Bắc phòng khách để đề phòng tiểu nhân. Còn ở hướng Đông Nam phòng khách nên đặt chậu vạn niên thanh để thúc đẩy thêm tài vận. Với người tuổi Tỵ, cây may mắn là cây rau má. Con đường tài lộc của bạn không tồi, bạn có vận may, được phù quý nhân phù trợ, tiền cứ thế chảy về nên phải nắm bắt lấy. Hãy đặt chậu cây rau má cảnh ở cửa sổ để giúp bạn nâng cao tài vận, đồng thời giúp bạn trở nên quyết đoán và giỏi phân tích hơn. Với người tuổi Ngọ, cây may mắn là cây trầu bà. Vận thế của bạn rất tốt, có thể gặt hái nhiều thành công trong công việc và kiếm được nhiều tiền nhờ công việc kinh doanh. Tuy nhiên, bạn cũng nên thận trọng để tránh thua lỗ, nên đặt một chậu cây trầu bà ở nơi bạn làm việc để giúp giữ tài khí. Với người tuổi Mùi, cây mang lại tài lộc và may mắn là cây lan quân tử. Bạn thường có suy nghĩ tinh tế và tài hoa hơn người, nên biết cách vận dụng để thành công vang dội. Cây phong thủy cho con giáp này là cây lan quân tử. Hãy đặt nó ở góc tường bên phải đối diện với ghế sofa trong nhà để tăng vận quý nhân và giúp ích cho tài lộc của bạn. Đối với người tuổi Thân, cây mang lại tài lộc là cây thủy tùng. Bạn biết cách kiếm tiền và biết nắm bắt cơ hội, nhưng tiêu xài cũng không ít, nên đặt một chậu cây thủy tùng hoặc cây nguyệt quế trong phòng đọc sách hoặc phòng làm việc sẽ giúp tụ tài và giữ hầu bao cho bạn. Người tuổi Dậu, cây mang lại may mắn là cây sen đá. Bạn có tài lộc rất thịnh trong suốt cuộc đời. Khi thiếu thốn, tự khắc sẽ có người tới giúp bạn, nên đặt một chậu cây sen đá trong phòng khách sẽ giúp bạn giữ tài lộc, giảm hao tài và kêu gọi quý nhân phù trợ. Tuổi Tuất, cây mang lại tài lộc là cây phát tài. Tài vận của bạn khá ổn định. Do hiểu rõ giá trị của tiền bạc nên bạn không tiêu xài phung phí, nên đặt một chậu cây phát tài trong phòng khách giúp tích lũy tiền tài và nắm bắt thời cơ. Tuổi Hợi, cây mang lại may mắn là cây húng chanh. Bạn có cuộc sống sung túc đầy đủ nhưng thường tiêu xài xa xỉ, nên đặt cây húng chanh ở bàn máy tính, giúp bạn tiêu tiền có lý trí hơn và thường xuyên sờ vào lá để phát huy công hiệu hơn. Vừa rồi chương trình đã giới thiệu với các bạn 12 cây cảnh phù hợp với 12 con giáp. giúp các bạn tăng tài lộc và mang lại may mắn trên con đường sự nghiệp, cũng như đem tới vượng khí cho gia đình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại. Hãy nhấn đăng ký để nhận được những video khác hay hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.